đó chính là sự dành dụng chất chiêu mà giờ phút này đây ông bà cha mẹ cũng gửi gắm vào đó rất nhiều tình cảm, rất nhiều mong muốn và những lời chúc tốt đẹp nhất cho hai người cháu, hai người con thân yêu của mình. Chúng con xin được cảm ơn những tình cảm tuyệt vời. Chúng ta có thể cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc hiện diện trên khuôn mặt của đôi bạn trẻ và mẹ ơi, mẹ giơ cổ tay để đón chúng con vào đàn không ạ? Bởi giờ phút này đây, con mẹ có một trận lớn nữa để chúc mừng ạ. Và chúng ta cũng xin hứa với cha, hứa với mẹ, hứa với ông bà, chúng con sẽ sống thật là hạnh phúc và sẽ luôn luôn yêu thương bảo vệ nhau và sẽ làm những con hòa thân tâm ở cái quê tổ tiên. Và giờ đây đôi bạn trẻ của chúng ta bỏ lại đây những bạn trẻ chạy nhà hạnh phúc và những ngày nay khi đối phương viên và họ đang được diễn ra với sự minh chứng của con viên này họ như toàn thể các quý vị khách mời. Và ngay lúc này đây quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những món quà hết sức ý nghĩa mà người mẹ của cô dâu sẽ trao tặng cho hai con. Xin mời mẹ. Kể từ khi tư cách trường đời của hội chúng ta cũng được đón nhận sự chăm sóc dạy dỗ của ông bà, của cha mẹ và trong khoảnh khắc yêu thương, khoảnh khắc vô cùng thiêng liêng ngày đây thì những lời sinh thành của cô dâu đang dành tặng món quà hết sức ý nghĩa và món quà đầu tiên dành tặng cho người con rể, món quà tiếp theo dành tặng cho người con gái của mình. Và xin mời em hãy ôm mẹ một cái đi cùng bạn để cảm ơn những giọt sữa ngọt nào của mẹ đã nuôi con không lớn. Và chú rể sẽ quay sang dành tặng cho cha một cái cha một bên được không ạ? Để cảm ơn những giọt sữa ngọt mồ hôi của cha cũng đã nuôi chúng con không lớn trưởng thành như ngày hôm nay. Chúng con xin hứa với cha, hứa với mẹ, chúng con sẽ luôn luôn yêu thương, bảo vệ hạnh phúc đến trọn đời. Xin chào quý vị và theo lịch trình của hai bên gia đình chúng ta thì vào 14:05 đến là 2:00 thì hai bên gia đình chúng ta sẽ lên ra sông hoa và sẽ cùng di chuyển về phía bên gia đình nhà trai chúng tôi để kịp giờ đẹp giờ khách hoàng đạo. Bây giờ đây xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị và các quý ông các bà cô chú bác sẽ cùng dành thời gian tuyệt vời này. Vâng, xin mời các cô các bác. Đây 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 bố mà dùng dùng này cũng vào những người bạn là đồng nghiệp của cô dâu của chúng rể. Chúng ta chỉ còn 1 phút nữa thôi nên là chúng ta là gì là không ạ? Vâng, cả nhà mình ơi, xin mời cả nhà mình cùng lên sân khấu đi ạ. Xin qua lời với các vị.
ra nhà mình đứng sâu trong này đi ạ, chơi đứng thoải mái đi ạ, đấy, đấy, chú đứng tiến lên. Rồi, rất tuyệt vời.